Tính đến thời điểm hiện tại, đại dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn ở hầu hết các nước trên thế giới. Vì dịch bệnh, nhiều quốc gia đã phải hạn chế nhập cảnh hoặc thay đổi hình thức giáo dục đào tạo. Vậy đâu là giải pháp hoàn hảo nhất trong giai đoạn này? Hãy cùng phóng viên tạp chí Doanh nhân Việt Nam đi tìm câu trả lời qua cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thu Hà, giám đốc điều hành công ty DWN Việt Nam, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ và tư vấn du học Đức. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chính sách Công của Mỹ, số lượng du học sinh đến nước này năm học 2020-2021 giảm 63-98% so với năm học 2018-2019. Tình hình này không chỉ diễn ra tại Mỹ mà còn xuất hiện ở nhiều nước khác như Úc, Canada, Nhật Bản, Đức, những nơi mà nguồn thu từ du học sinh đóng góp rất lớn cho nền kinh tế. Trong bối cảnh dịch bệnh đang phức tạp, lựa chọn con đường du học là quyết định không hề dễ dàng. Chào chị, là một người có kinh nghiệm trong nghề tư vấn du học. Theo chị, thị trường du học thời điểm này so với trước Covid có gì khác biệt? Tình hình dịch bệnh nó diễn biến rất là khó lường, thế nên là ảnh hưởng đầu tiên đến tâm lý của phụ huynh, của học sinh. Họ ngần ngại hơn trong cái việc là cho con em mình học tiếng Đức và sang Đức. Nếu mà chúng ta theo dõi thời sự và update các thông tin thì rõ ràng hiện tại ở Việt Nam tình hình về dịch bệnh Covid là ổn định hơn. Thế nên là cái việc mà gia đình hoặc là các bạn học sinh quyết định trong giai đoạn này đi du học Đức là cũng rất là nhiều rủi ro. Thế nên là từ phía các công ty làm về du học như DVN thì chúng tôi là cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Thứ nhất từ phía các doanh nghiệp Đức, từ phía đại sứ quán, rồi từ phía những cái cơ quan mà họ tổ chức các cuộc thi, các cái kỳ thi liên quan đến bằng cấp tiếng Đức. Rồi tiếp theo là về cái việc bay, quy định bay thì từ phía bên Đức là họ cũng giới hạn một số ngành nghề được nhập cảnh vào Đức. Đợt dịch đầu tiên thì chỉ có duy nhất là nhóm ngành về sức khỏe là bên Đức vẫn còn tiếp nhận nhập cảnh. Còn sau đấy là những ngành như nhà hàng khách sạn hoặc là xây dựng hoặc là cơ khí là họ tạm thời dừng. Đến đợt lần thứ hai thì bắt đầu là có những cái dấu hiệu khả quan hơn khi mà có những cái biện pháp như là tiêm phòng thì có vaccine rồi, thì bây giờ hiện tại là các ngành, các nghề đang được phục hồi trở lại. Vừa rồi thì DVN ngoài những đoàn bay về đường điều dưỡng thì còn có những đoàn bay về nhà khách sạn hoặc là về cơ khí. Thưa chị, ở thời điểm này, các bạn học sinh và những gia đình đang có ý định đưa con đi du học cần chú ý điều gì? Như tôi vừa chia sẻ với anh thì là cái tình hình các bạn ấy học tiếng Đức và các bạn ấy có thể nhập cảnh hoàn toàn bình thường vào Đức rồi. Nhưng lời khuyên của tôi, kể cả không Covid hay là có Covid thì các bạn học viên cũng như gia đình là cần phải chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe thật là tốt. Trước khi mà các khóa nhập học chính thức là đã phải có một cái phần là tư vấn và những cái lớp định hướng. Bởi vì khi mà các bạn sang đến bên Đức rồi, khi các bạn vào cái việc học nghề là bao giờ đi học nó cũng rất vất vả. Chưa kể là thay đổi về môi trường, về khí hậu. Nếu mà em không có một sức khỏe tốt thì chắc chắn là em sẽ không hoàn thành được chương trình học. Và sau đấy là chúng tôi cũng tư vấn luôn về những cái lộ trình học, kèm theo đấy là về những cái định hướng về nước Đức, về các chương trình du học Đức. Là một trong những đơn vị hàng đầu về tư vấn du học Đức, DVN Việt Nam đã và đang làm gì để thu hút học viên? Một cái mà chúng tôi được đánh giá là điểm cộng trong cái thời điểm Covid. Tức là khi mà tất cả các mọi hoạt động của trung tâm nó gần như bị đình trệ thì bắt đầu là chúng tôi có nhiều thời gian hơn để hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng về và phát triển thêm các cái sản phẩm khác. Ví dụ như là dạy online hoặc là hoàn thiện hơn về cái giáo án để làm sao là cái việc học ngoại ngữ của chúng ta bây giờ là nó phải là một cách thực tế hơn và nó đáp ứng được cái mong muốn của các nhà tuyển dụng bên Đức hơn. Tức là chúng tôi không mong muốn là học sinh chỉ có chứng chỉ về mặt bằng cấp là một tờ giấy, mà chúng tôi cần ở đây là những bạn học viên mà các bạn ấy có thể nghe, các bạn ấy có thể hiểu và các bạn ấy dám nói lên được những cái thông điệp của các bạn đó. Và từ đấy mà các bạn ý và phía doanh nghiệp, các trường bên Đức là họ sẽ hiểu nhau hơn và họ sẽ trước mắt đối với học sinh là các bạn ý sẽ thuận lợi trong việc học hành. Sau đấy là các bạn ý ra trường và các bạn đi làm. Trong thời điểm dịch Covid vẫn còn diễn biến rất khó lường, chị có thể chia sẻ một chút về tình hình của các du học sinh tại Đức được không? Chúng tôi là luôn cố gắng đang làm tốt ở cả 4 khâu. Thứ nhất là tư vấn tuyển sinh, thứ hai đào tạo, thứ ba là đưa các bạn xuất cảnh và thứ tư là chăm sóc cái phần thời gian các bạn ở bên Đức. Thì đến hiện nay thì là các bạn ấy vẫn thường xuyên liên lạc với phía bên công ty và chúng tôi cũng
cập nhật rất là sát với cả tình hình của các bạn. Thì rất là may mắn là các học viên của DVN thì không có ai gặp phải các cái vấn đề về tình trạng sức khỏe, vì là mình đang ở một cái vùng an toàn hơn của họ. Thế là mình cũng chỉ biết là ở đây là đề nghị các em là các em cũng hợp tác với chính quyền địa phương, với các trường, các viện ở bên Đức, mình làm sao mà cùng với họ góp phần thế nào mà nhanh chóng nhất có thể để đẩy lùi được cái sự lây lan của dịch bệnh Covid. Được biết, DVN Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ và tư vấn du học, có định mua và tiêm vaccine cho toàn bộ công nhân viên cũng như các học viên. Chị có thể chia sẻ với độc giả của tạp chí Doanh nhân Việt Nam về điều này được không? Chúng tôi cũng đang có mong muốn là dự kiến là mua đến 3.000 liều vaccine để tiêm cho học viên và nhân viên. Hiện nay thì theo như thông báo thì ví dụ như với cái đợt, nếu mà tôi nhớ không nhầm là 24 tháng 2 thì chúng ta đã về khoảng là 117.000 liều và cũng đã bắt đầu tiến hành tiêm rồi. Dự kiến trong tháng 4, tháng 5 này sẽ về đến 5 triệu liều. Thì DVN Việt Nam cũng rất mong muốn là sẽ làm việc cùng với các bên liên quan và để có thể là bắt đầu tiến hành mua và tiêm cho cán bộ, nhân viên và học viên của DVN, đảm bảo được về phần sức khỏe cũng như là củng cố hơn về phần tinh thần cho toàn thể là cán bộ, công nhân viên cũng như là học sinh. Cảm ơn chị về buổi trò chuyện ngày hôm nay.